Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng lại lên cho anh em một siêu phẩm anh em nhé. Một siêu phẩm bé này lết đánh xoay mềm anh em nhé. Đó, thì chú chim này là chú chim gốc, là gốc ở Lạng Sơn anh em nhé. Đấy, gốc Lạng Sơn. Đó, núi đá Lạng Sơn anh em xem đây. Ui trời ơi, bùng xẻ mãn nhãn luôn anh em ạ. Đấy, chú chim này với hình bộ là bộ bóng bộ cực kỳ là to anh em nhé. Đấy, cực kỳ là to chim luôn. Đấy, bóng bộ màu lân. Đấy, gốc màu dày cộp luôn anh em ạ. Đấy, anh em xem đây, lúc nào trong tình trạng chơi chú chim này cũng trong tình trạng là chơi lết đánh xòe mềm anh em nhé. Lết xòe mềm và bung xòe ôm cóng luôn anh em ạ. Đó, thì chú chim này được 2 vụ rưỡi anh em nhé. Đó, được 2 vụ rưỡi. Thì chú chim này hiện tại củ lửa mới chỉ được tầm 5-60% anh em nhé. Đấy, tầm 5-60%. Nếu mà chú chim này anh em về anh em chăm mồi tươi, thêm nắng cộng tập lực, tầm nửa tháng thôi, em đảm bảo với anh em chú chim này đánh ra lết còn mãn nhãn hơn anh em ạ. Bởi vì nếu mà chú chim căng ra, chú anh em nhìn xem lúc lạo trong tình trạng xòe luôn. Đấy, đuôi lạo trong tình trạng xòe luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ chưa gì. Bây giờ củi lửa anh em chỉ tầm 5-60% thôi. Anh em chăm đạt thêm tầm nửa tháng nữa, anh em về anh em chơi chú chim này mát nhát luôn anh em ạ. Bởi vì chú chim này chú chim dàn cứng anh em nhé. Đó, màu quá đẹp luôn, không màu to anh em ạ. Đấy, anh em nhìn xòe, xòe đấy lúc lạo trong tình, bởi vì lết đánh xòe mềm anh em. Đó, chú chim này đánh lết rất hay luôn anh em ạ. Thì chú chim này đấy, anh em xem đây, bộ cực kỳ là to. Đấy, màu lân, họng bò. Đấy, bóng bộ cực kỳ to luôn anh em nhé. Đó, thì hôm nay em muốn giao lưu với anh em cái mức phí rất là yêu thương luôn anh em ạ. Đấy, gió quá anh em ạ. Hôm nay chỗ em được cái buổi gió mát nhưng mà quay chim nó bị gió quá. Đó anh em. Đó, bộ anh em nhìn xem đây, bộ cực kỳ là trường chim luôn. Đấy, bộ ngực lở cực kỳ ok luôn. Đấy, thì em Hưng muốn giao lưu với anh em chú chim này cái mức phí rất yêu thương thôi. Cái mức phí là 3.600.000 đồng anh em nhé. Đấy, 3.600.000 đồng anh em ạ. Đó, thì em muốn chia sẻ lại cho anh em để về anh em chăm thêm lửa. Đó anh em nhé, để cho em nó đạt lên tầm đỉnh cao. Đó, bởi vì ở nhà em rất là nhiều chim, em không chăm được anh em ạ. Và nó lửa nó không đạt được, anh xem này. Đó, bây giờ nó lửa nó như thế thôi, nhưng mà nó bùng xòe mãn nhãn thôi anh em ạ. Đó, thì đấy em chia sẻ cho anh em là giá, mức giá như vậy anh em nhé. Đó, anh em là bồ kết thì liên hệ trực tiếp cho em Hưng qua số điện thoại trên màn hình anh em nhé, vào số điện thoại em có cả Zalo. Đấy, anh em xem đây, quá đẹp luôn anh em. Đấy, về cho anh em chăm đi để con chim này anh em đi móc số luôn anh em ạ. Đấy, anh em chăm tầm nửa tháng đạt lửa lên là anh em đi móc số được luôn, vé tầm 300 anh em đi móc số thoải mái anh em nhé. Đó, thì chú chim này dàn cứng chơi ok luôn anh em ạ. Đấy, bóng bộ cực kỳ là to luôn. Đấy, thì sau đây em cũng thanh lý cho anh em một chú chim dàn cứng, nhưng mà em bắt về bị nói luôn với anh em luôn. Đấy, về anh em muốn làm chim mồi hay là anh em về vực lại anh em để làm chim đi đánh cà phê hay là gì anh tùy anh em. Thanh lý cho anh em 1.6 triệu anh em nhé. Đấy, thanh lý cho anh em giá rẻ thôi, có 1.6 triệu đây anh em ạ. Màu lân cực kỳ đẹp luôn anh em, anh em nhé. Đấy, chú chim này em bắt với giá là chú chim cà phê. Đấy, hiện tại là về anh em là nhiều chim quá bị đè và bị tụt lửa, em nói luôn như vậy luôn. Đấy, về cho anh mình chăm lên. Đấy, để về cho anh mình chăm lên cái mức phí là 1.6 triệu anh em nhé. Đấy, thì đây anh em ngắm em bộ em vào đây. Đấy, anh em nhìn xem này, màu lân cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Hiện tại là chú chim này đang bị tụt lửa anh em ạ. Đấy, em nói luôn. Và về nhà em, chim nhà em đẻ. Đấy, thì bây giờ nhà em rất nhiều chim anh em ạ, chim đẻ. Đấy, em thanh lý cho anh em 1.6 triệu. Anh em nào bồ kết thì alo trực tiếp số điện thoại cho em Hưng anh em nhé. Đây là số điện thoại có ở Zalo. Đấy, em Hưng chia sẻ lại cho anh em 1.6 triệu về anh em làm mồi hoặc là gột dàn lại. Đấy, chú chim này chơi lỡ trước em bắt lết cực kỳ ok anh em nhé. Rồi.